Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, hôm nay Bắc Bộ xuất hiện một vùng áp thấp phía Tây đang mở rộng về phía Đông. Vì vậy mà khu vực Tây Bắc Bộ nền nhiệt cao nhất sẽ duy trì từ mức 26 cho tới 28 độ. Đông Bắc Bộ sáng mưa, trưa và chiều trời có nắng, nền nhiệt từ 25 cho tới 27 độ. Dự báo hình thái thời tiết này sẽ duy trì đến hết tuần tại miền Bắc. Và đến ngày 12 tháng 3, miền Bắc sẽ xuất hiện đợt gió mùa Đông Bắc với cường độ mạnh, trời chuyển mưa rét, nhiệt độ sẽ giảm khoảng 5 cho tới 6 độ. Xuôi xuống miền Trung, hôm nay cũng có nắng từ sớm, nền nhiệt tăng nhẹ, dự báo trạng thái thời tiết này sẽ duy trì đến hết tuần. Sau đó thì cũng từ ngày 12 cho tới 13 tháng 3, Bắc và Trung Trung Bộ sẽ đón một đợt mưa rào trên diện rộng, khiến cho nền nhiệt giảm mạnh, trời chuyển lạnh. Chuyển xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, hiện nay thì khu vực này đang trong cao điểm của mùa khô, nắng nhiều khiến cho nền nhiệt tăng cao. Tây Nguyên đang duy trì nền nhiệt từ 28 cho tới 31 độ và Nam Bộ là từ 31 cho tới 34 độ. Thưa quý vị, thời tiết khô nóng tại phía Nam là điều kiện thuận lợi cho nhện đỏ phát sinh gây hại trên cây bưởi. Bà con cần chủ động các biện pháp phòng trị nhện cụ thể như sau. Thường xuyên vệ sinh vườn, cắt tỉa, tạo tán thông thoáng, bón phân đầy đủ và cân đối nhằm giúp bộ lá phát triển tốt và cây khỏe mạnh. Đảm bảo cây đủ nước và thường xuyên phun tưới nước lên lá vào mùa nắng nóng giúp hạn chế nhện đỏ gây hại bởi vì chúng thì lại rất thích môi trường khô ráo. Cách tốt nhất để phòng nhện đỏ đó là sử dụng các loài thiên địch tự nhiên như là ấu trùng, bọ cánh gân, bọ trĩ bắt mồi và bọ rùa sẽ có thể giúp giảm số lượng nhện đỏ. Ngoài ra, bà con có thể dùng xà bông hoặc là nước rửa chén, dầu ăn pha với nước sau đó thì xịt đều lên cây, nhất là xịt vào mặt dưới của mặt lá cây. Dầu sẽ làm cho nhện bị dính lại và cộng với xà bông sẽ làm nhện chết. Chuyển sang thời tiết trên biển. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển của phía Tây quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 cho tới 2,5 mét, biển động. Như thường lệ, trong phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Mời bà con cùng theo dõi.